Anh Vũ rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ nè, mỗi lần gặp anh á là em thấy đói bụng quá chừng đói bụng luôn á. Không biết hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em cũng như quý vị khán giả món ăn gì đây? Hãy từ từ Ngọc Hương ơi, trước khi anh bật mí thì em phải giải cho anh một câu đố này đã. Anh nghĩ rằng em mà giải được thì có thể biết được cái món ăn hôm nay anh đã nấu là món gì đó nha. Wow, hôm nay anh Vũ về đặt đố em nữa chứ. Bây giờ anh Vũ đố đi. Món ăn hôm nay là anh sẽ nấu là một món canh được nấu từ một loại cá. Về đố em đây là cá gì nha? Dạ. Cá gì mà có thân dẹp dẹp, dáng tròn tròn, đồn rằng bay bổng giữa trời mênh mông? Wow, làm thơ luôn. Thân dẹp dẹp, dáng tròn tròn mà còn bay được giữa trời nữa. Rất là dễ. À, cá chim đúng không? Đúng vậy. Món ăn của chúng ta ngày hôm nay đó là món cá chim nấu ngót. Để chế biến món canh cá chim nấu ngót thì nguyên liệu của chúng ta cần có cá chim trắng một con khoảng 200g, cà chua, hành lá, ớt sừng, cần tàu, tỏi băm, bột ngọt Ajinomoto và các gia vị thông thường. Ngoài ra một nguyên liệu nữa để tăng thêm vị chua của món ăn đó là giấm gạo Lisa. Đây là cá chim trắng đã làm sạch. Bây giờ tôi sẽ cắt khoảng một cái đầu hành và một ít cần tàu. Sau đó đập dập. Chúng ta sẽ ướp cá với một chút muối, một chút bột ngọt và một ít giấm. Ướp cái giấm ngay từ lúc này luôn hả anh Vũ? Đúng vậy em à, vì món ăn này mình cần có vị chua. Mà chúng ta ướp giấm vào cá thì được 2 trong 1 luôn á. Thứ nhất là tạo vị chua cho món ăn mình, ngoài ra còn để khử mùi tanh của cá nữa, vì trong giấm có chất axit mà. Dạ. Chúng ta để cho muối, bột ngọt và giấm được tan đều, sau đó dùng đầu hành và cần đập dập sát lên mình cá như vậy. Ta sát đều hai mặt ha. Dạ. Sau đó đầu hành và cần tàu chúng ta nhét vào bụng cá. Đó như vậy. Dạ. Mình nhét vô bụng cá để thứ nhất là tăng thêm vị thơm của con cá. Thứ đúng hai vậy. Là để cá không bể bụng ha anh. Không phải đâu Ngọc Hương ơi, vì chúng ta này không phải món kho nữa. Dạ. Mà chúng ta nhét vào như vậy để không có cá không bị tanh. Dạ. Vì thường trong bụng thì thường là tanh nhiều hơn là phần thịt. Dạ. Chúng ta để khoảng 10 phút cho cá thấm, trong khi chờ cá thấm thì chúng ta bắt một nồi nước lên. Chúng ta cho vào 1 lít nước. Kế tiếp, cà chua chúng ta cắt muối cong. Còn một trái chúng ta cắt đôi, bỏ hạt. Sau đó chúng ta cắt nhỏ lại. Kế tiếp, ớt chúng ta cắt lát. Còn hành lá và cần tàu thì chúng ta cắt khúc. Trong món canh nấu ngót thì hành lá và cần tàu được xem như là một loại rau. Do đó chúng ta không nên cắt nhỏ quá và chỉ cắt ngắn khoảng 3cm là vừa. Tiếp theo chúng ta sẽ xào cà chua với một ít dầu và tỏi băm. Chúng ta cho một ít tỏi băm vào. Khi mà xào cà chua thì mình chỉ để cho tỏi dậy mùi thơm hay là chuyển sang màu vàng luôn hả anh Vũ? Chỉ dậy mùi thơm là được Ngọc Hương ơi. Dạ. Chúng ta nếu mà để tỏi chuyển sang màu vàng thì nước canh của chúng ta có không? Màu không không đẹp nữa. Dạ. Mình xào cà cho vừa chín đúng không? Đúng vậy, khi chúng ta xào cà thấy nước vừa rút hết là được. Chúng ta nêm cà với một chút muối và một ít đường. Chúng ta đảo đều lên. Bây giờ là được đó, chúng ta sẽ cho ra chén. Sau khi nước đã sôi, chúng ta sẽ cho cá vào. Em được biết là đối với những loại canh mà nấu với cá thì chúng ta phải đợi cho nước thật là sôi mới cho cá vào. Như vậy cá sẽ không bị tanh. Đúng vậy Ngọc Hương à. Chúng ta nấu khoảng 5 phút thì cá sẽ chín, tại vì cá này có thân dẹp mà. Dạ. Khoảng 5 phút sau thì chúng ta cho cà chua vào. Bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm gia vị. Dạ. Chúng ta sẽ nêm với 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, 1 ít Ajinomoto. Tiếp tiếp chúng ta sẽ cho cà chua xào vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một ít giấm gạo Lisa vào để tăng thêm vị chua của món canh. Dạ. Đối với 1 lít nước thì chúng ta cho khoảng 1 muỗng rưỡi giấm gạo Lisa vào. Và chúng ta tắt lửa. Cho một ít nước mắm vô. Sau cùng chúng ta sẽ cho
hành cần cắt khúc vào. Mình cho hành cần cắt khúc vào cuối cùng để giữ lại được màu xanh của hành cần, phải không anh Vũ? Đúng vậy Ngọc Hương à. Thế là món canh chúng ta đã hoàn tất rất là nhanh và dễ, đúng không Ngọc Hương? Dạ. Món canh này em thấy có màu sắc tương đối là hài hòa và cũng cảm giác như là dễ chịu, đúng không anh Vũ? Đúng. Như là màu trắng bạc của cá nè, màu đỏ của cà chua, màu xanh xanh của cần với hành nữa chứ. Đúng vậy em à. Sẽ cùng để tăng thêm hương vị cho món ăn thì chúng ta cho thêm ít ớt sắc lát trên mặt. Bây giờ em thử và cho anh biết nhận xét của em nha. Dạ. Wow, nước canh thì ngọt mà có vị chua. Nói chung là cái cách mà anh nêm nếm đó, nó rất là đậm đà. Và em cảm thấy là món canh này mà em chan với cơm, chan miếng nước mắm nữa ăn là tuyệt vời. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn hơn. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về hộp thư bưu điện số 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-383-4455. Còn bây giờ thì Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.